Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Đình Toàn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc với cử tri của huyện Phù Cử. Tại hội nghị tiếp xúc, các ứng cử viên đều khẳng định nếu trúng cử sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền, tích cực tham gia xây dựng, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chăm lo đời sống cho người dân, đưa huyện Phù Cử trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu trong nhiệm kỳ. Các cử tri biểu thị sự tin tưởng, đồng tình, nhất trí cao với chương trình hành động của những người ứng cử. Thay mặt những người ứng cử, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh trân trọng tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời hứa sẽ hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Ân Thi. Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt những người ứng cử và chương trình hành động của những người ứng cử, các cử tri biểu thị sự tin tưởng, đồng tình nhất trí cao với chương trình hành động, với những giải pháp mục tiêu cụ thể của những người ứng cử, đồng thời bày tỏ mong muốn mỗi ứng cử viên nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, bám sát chương trình hành động đã xây dựng, phát huy vai trò cầu nối, kịp thời truyền tải tâm tư nguyện vọng của nhân dân tới các cấp có thẩm quyền, tham gia xây dựng hoạch định các chính sách pháp luật, quan tâm chăm lo đời sống mọi mặt của nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tại huyện Văn Giang, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu ứng cử, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Long Hưng. Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều thể hiện quyết tâm khi chúng cử sẽ không ngừng nỗ lực trong công tác, tích cực đóng góp công sức trí tuệ trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, đề xuất những cơ chế chính sách hợp lòng dân, gắn bó sâu sát với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri để truyền tải phản ánh trên diễn đàn của Quốc hội, của tỉnh. Các cử tri bày tỏ sự đồng thuận và đánh giá các chương trình hành động của các ứng cử viên. Nhiều cử tri nêu lên những ý kiến tâm huyết, đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ quan tâm thực hiện đúng chương trình hành động của mình, tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm tròn trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, thường xuyên gắn bó sâu sát cơ sở, tiếp xúc cử tri nơi ứng cử để nắm bắt chung tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện. Tại đơn vị bầu cử số 4 huyện Kim Động, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Chương trình hành động của các ứng cử viên thể hiện nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, trên cương vị công tác của mình và vai trò của người đại biểu nhân dân sẽ lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác chuyên môn, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Lê Huy hứa trước các cử tri sẽ tiếp tục trau dồi phẩm chất, năng lực, trình độ, hoàn thành tốt trách nhiệm là người đại biểu nhân dân, tích cực đóng góp trí tuệ cho các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh.